Chào các bạn, đến với clip review ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một mẫu sản phẩm đến từ Hàn Quốc. Và mẫu sản phẩm này thuộc về loạt phim hoạt hình do Hàn Quốc sản xuất có tên gọi là Mini Fox Animon John. Nó có tên gọi là Space Police Joycop, hay chúng ta gọi tắt là Joycop thôi cũng được. Và mẫu sản phẩm này được hợp thể bởi 3 phần nhỏ như thế này: Buffalo Cop, Tiger Cop và Eagle Cop. Nó được phát hành ở Việt Nam thông qua My Kingdom với giá là 1.699.000 hay là 1.700.000 đi các bạn ha. Và trong thời gian vừa qua, trong một dịp sale, My Kingdom đã bán mỗi sản phẩm này với giá là 1.100.000. Tôi mua được với giá 1.100.000 các bạn ha. Và cái box của nó khá là to. Ở đằng sau sẽ cho chúng ta thấy được mẫu sản phẩm này với cái hình thức là cụ thể hơn. Đó chỉ là hình của món toy chứ không phải là hình vẽ các bạn ha. Đây, ba con máy nhỏ, nó sẽ chuyển thành carrier mod và chuyển thành robot mod như thế này. Không dông dài nữa, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu về mẫu sản phẩm này các bạn nhé. Chiếc THL Buffalo Cop như tên gọi của nó thì đây chính là một chiếc xe và có hình dáng là một con bò ha. Đây các bạn, cái sừng của nó nè, cái mặt của nó nè. Và các bạn biết gì không? Dòng này á, nhìn vào chúng ta sẽ liên tưởng tới Go Onzer, cũng là một dạng xe và có kết hợp với cái chi tiết là động vật ha. Thì đây cũng là như thế. Và cái dạng xe này rất là đẹp luôn, kiểu dạng xe tải ha, và nó sẽ có cái phần để có thể chứa những chiếc xe khác. Và theo như cảm nhận của tôi đó thì cái mẫu xe này được thiết kế đẹp. Và các bạn thấy rõ, đẹp thật mà, phải không? Và nó cũng khá là nặng đó các bạn. Chất lượng nhựa cầm ở trên tay cũng rất là ok luôn. Khi ở dạng này thì nó thực sự là cứng cáp. Tiếp theo là Tiger Cop. Như tên gọi của nó thì đây là một con cọp ha. Đẹp lắm các bạn. Màu sắc cũng rất là ok nè. Cứng cáp. Chi tiết cũng ổn áp. Không điểm gì để mà chê cả. Eagle Cop, tên gọi là một chú chim ưng ha. Và đây là máy bay trực thăng kết hợp với chim ưng. Bây giờ tôi sẽ kết hợp chúng lại thành carrier mod, các bạn hãy xem cùng tôi ha. Trước tiên hết, đó chính là để cái chiếc máy bay này ở trên đây. Nó sẽ có hai cái lỗ và hai cái chốt tương ứng các bạn ha. Chỉ việc gắn vào nó rất là đơn giản thôi, không có gì khó khăn cả. Rồi, tiếp theo là chiếc xe hơi này chúng ta sẽ để vào đây. Và các bạn biết không, nó dở là chỗ này nè. Nếu như ở đây nó là một cái thang, kiểu là cái tấm trượt á, trượt ra như thế này để cho chiếc xe chạy lên thì sẽ rất là hay ha. Nhưng mà ở đây nó không có. Và khi mà chúng ta để chiếc xe vào á, nó không có cái gì để giữ chiếc xe lại cố định cả, kiểu nó ọp ẹp á. Và theo như hướng dẫn thì chúng ta phải mở cái này lên để giữ nó nè các bạn. Thì cái cách xử lý như thế này tôi thấy là nó không có được đẹp cho lắm, không được hay cho lắm. Nhưng mà thôi, đó là hướng dẫn ha, thì chúng ta làm theo nguyên mẫu thiết kế thì chúng ta sẽ xử lý như vậy. Và ok, bây giờ tôi sẽ bắt đầu lắp ráp hợp thể nó lại thành dạng robot. Các bạn hãy xem cùng tôi ha. Đối với Buffalo thì chúng ta sẽ mở cái này ra. Nè các bạn, chi tiết màu trắng nè, nó sẽ được kết nối với lại chi tiết nhựa clear đỏ ha. Chúng ta sẽ trượt nó ra như thế này. Và sau khi trượt rồi thì hạ xuống như vậy, bóp vào. Đó, kịch là xong ha. Và bên đây cũng là như thế, trượt ra và bóp kịch một cái là xong. Tiếp đến là chi tiết này, các bạn nhìn và cẩn thận lưu ý nha. Chúng ta phải mở cái này ra trước nè các bạn. Nó sẽ là một cái chốt gài á, thấy không? Hơi bị khó thấy ha. Mở ra.
Rồi, sau khi mở ra rồi, chúng ta sẽ chừa cái này ra nè các bạn. Lấy cái phần này ra. Đây là hai cái nắm tay của dạng hợp thể đó. Và cái phần mặt nạ này nè các bạn, cái mặt nạ của con bò ha, chúng ta sẽ trượt nó lên. Đấy, nó sẽ che là cái phần kính của cái đầu xe tải. Và tiếp tục là chúng ta sẽ xoay vặn bẻ nó các bạn nhé. Đây, chỗ này nè, cái miếng này nó có một cái khớp, chúng ta bung ra như vậy ha. Và tương tự bên đây cũng như thế, bung ra. Và rồi ta sẽ tắt cái phần này ra. Tiếp tục sẽ là xoay nó ra như thế này. Các bạn thấy, thì tương tự bên đây cũng là như vậy, chúng ta sẽ xoay nó ra. Và các bạn nhìn nè, hai cái chi tiết màu vàng nè bung lên, nó sẽ là kiểu giáp gối đó các bạn. Và ở đây mở ra như thế này, rồi thì xoay nó như thế này, bẻ xuống, xoay qua là bàn chân của nó đó các bạn. Tương tự ở đây cũng là như thế ha, xoay ra, xoay, xoay. Và các bạn để ý xoay đúng chiều nhé, nó sẽ hơi bị khó một chút ở những lần thao tác đầu tiên. Và rồi cái phần này nè các bạn, mở ra nó sẽ là cái phần gót chân, là như thế ha. Và đối với chi tiết này, chúng ta sẽ mở nó lên như vậy ha. Tiếp tục, các bạn nhìn nè, nó sẽ có hai cái chấu kết hợp với hai cái chấu này. Tạm thời như vậy đi ha. Rồi xoay một vòng nó. Hai cái phần này chúng ta sẽ mở nó lên như thế này, tạm thời để như thế ha. Và bây giờ các bạn nhìn nè, đây là cái phần bụng của nó ha. Bóp vào, kích một cái là xong. Và cái phần này bẻ, bẻ, tẹp nó ra như thế này các bạn thấy. Như vậy đối với Buffalo chúng ta đã chuyển xong rồi đó các bạn. Nó sẽ trở thành phần chân và phần bụng của dạng hợp thể. Với chi tiết này là cái phần mà chúng ta tháo ra ở đuôi xe Buffalo. Nhìn như vậy là thấy rõ hai cái bàn tay ha. Và tách nó ra, một bên là bàn tay trái và một bên là bàn tay phải. Đây là Tiger Cup. Chúng ta sẽ mở cái phần nắp này ra nè các bạn. Nhớ nha, phải mở cái phần nắp này trước. Mở nó ra và để như thế này ha. Và bên đây cũng vậy, mở ra. Hơi bị cứng nhỉ. Đó, mở ra như vậy. Và phần này, đuôi xe nè, tách nó ra. Mở ra như vậy, các bạn thấy không? Và đối với phần này, chúng ta sẽ xoay nó ra như thế này. Tương tự, bên đây cũng như thế. Mở ra và xoay nó như thế này. Phần nắp này, chúng ta sẽ đậy lại, trượt vào. Rồi, như thế là ổn. Tương tự bên đây cũng vậy, đậy và trượt vào. Và với cái phần đầu sư tử, đầu con cọp chứ, chúng ta sẽ có một cái khớp trượt ha. Sẽ trượt nó xuống ở vị trí bình thường nè. Và bây giờ chúng ta sẽ đẩy trượt nó xuống, hơi bị cứng một chút. Và cái phần này mở lên, nó sẽ xuất hiện ra cái phần đầu của dạng hợp thể ha. Và tạm thời để như thế này các bạn ha. Còn hai phần bánh xe trước của nó nè, chúng ta sẽ bóp vào ha. Như thế là xong rồi. Đối với Eagle Cup, tháo cái phần chân của trực thăng ra, để qua một bên ha. Và tiếp tục chúng ta sẽ tách nó ra làm đôi và xử lý từng phần các bạn ha. Trước tiên là cái phần đầu của nó đi. Đây, cái cánh của nó nè, xếp nó lại ha. Nó sẽ có những cái chốt tương ứng với nhau nè, để đúng vị trí, xếp nó lại. Như thế là nó đã ra cái phần khẩu súng rồi ha. Và mở ra như thế này. Và bây giờ chúng ta sẽ gắn cái phần nắm tay của nó vào, hai cái chốt tương ứng với nhau. Như vậy là nó đã ra cẳng tay phải rồi đó các bạn. Chưa, còn chỗ này nữa. Chúng ta sẽ nắm cái phần này kéo ra như thế này, khớp giữa tay ha. Và nếu như mà muốn cho nó thụt vào á, thì nó sẽ có cái nút vàng nè, chúng ta bấm và đẩy vào. Còn nếu như không bấm á, thì nó sẽ chốt chặt lại, không cho nó thụt ra thụt vào ha. Và đối với cái phần đuôi, bẻ nó lên như thế này. Bàn tay trái sẽ kết nối lại ha, khớp tương ứng.
và kéo cái phần này ra. Nó cũng tương tự như cái phần tay phải ha, nó sẽ có một cái nút nè, khi bấm và đẩy thì nó mới vào. Còn nếu như mà không bấm á, thì chúng ta đẩy vào nó sẽ giữ cứng lại, không cho vào các bạn ha. Như thế là cẳng tay trái đã hoàn thành. Việc còn lại là chúng ta sẽ kết hợp các phần lại với nhau thôi. Ở đây nó có hai cái chốt trượt dạng đẩy trượt vào đó các bạn. Và ở đây nó sẽ có một cái chốt gắn vào cái chốt này. Tuy nhiên tôi thấy cái phần chốt này nó hơi bị dư thừa, vì ở đây chúng ta cần cái cơ chế khớp trượt là được rồi các bạn. Cho nên nó thừa cái khớp này nè, cho nên chúng ta gắn vào nó hơi bị khó đó. Phải canh kê này nọ các kiểu. Rồi, như thế là ok rồi các bạn ha. Phần thân đã kết nối xong, và việc còn lại là kết nối hai phần tay với nhau thôi. Trước tiên hết là cẳng tay của nó. Nè các bạn, nó có một cái lỗ vuông tương ứng ha, chúng ta chỉ việc để vào thôi. Để vào. Phần khớp của nó đó các bạn, nó hơi bị yếu, nó bị rơ, yếu. Cho nên để nó dễ bị mất vị trí, dễ bị ngã lắm đó các bạn. Việc cuối cùng còn lại, chúng ta sẽ gắn cái phần chân máy bay này vào cái phần này. Nó sẽ có hai cái khớp tương ứng nè các bạn. Để vào thôi. Xoay như thế này nè. Và để vào. Rồi, như vậy là xong rồi đó các bạn. Hai cái phần này xem như là cánh của nó ha. Mỗi sản phẩm này lắp ráp hợp thể được và nó sẽ có khớp để action. Tuy nhiên, theo tôi cảm nhận đó thì cái phần khớp của nó là bị yếu so với khối lượng cơ thể của nó. Cho nên có cũng như không thôi. Tôi thể hiện cho các bạn xem nhé. Chẳng hạn như là khớp tay này nè, nó sẽ xoay được ha, đưa lên đưa xuống được. Và ngay đây khuỷu tay nè, nó sẽ co được như thế này. Co ít lắm các bạn, không có nhiều. Và có thể xoay tròn được như vậy. Bàn tay thì nó là một khối thôi, không có di chuyển gì được. Người của nó cơ chế ráp rồi cho nên nó cũng không có xoay được ha. Tuy nhiên á, phần giáp hông nè, nó sẽ mở lên được một chút như thế này. Tôi nghĩ đã làm khớp hông để mở rồi mà nó làm mở có một chút à, thì có cũng như không thôi các bạn, đâu có làm gì được nhiều đâu ha. Và tôi sẽ cho các bạn xem cái phần khớp háng của nó ha. Do giáp hông mở lên được một chút thôi cho nên khớp háng của nó chỉ đá lên được một chút thôi các bạn. Và nó có thể tẹt được như thế này nè. Tuy nhiên cái phần khớp háng của nó tôi cảm giác là nó hơi bị yếu và hơi bị rơ. Và cẳng chân của nó hoàn toàn không có khớp bánh răng luôn các bạn, hoặc là khớp lục giác, cho nên chúng ta xoay nó rất là trơn tru. Và tôi không hiểu là từ hãng Bandai cho tới một cái hãng của Hàn Quốc như thế này, cái kiểu như là nó chiêu ngươi vậy đó các bạn. Không làm khớp thì thôi, còn đã làm thì phải làm cho nó đàng hoàng một chút. Tại sao ngay cái phần khớp trọng yếu như thế này nó lại là khớp trơn tru? Chính vì vậy á, chúng ta bô thế này nọ đó, nó sẽ rất là khó để giữ vững được cái trạng thái của nó. Nó sẽ gây ra cái tình trạng dễ ngã ở móng tôi, cực kỳ khó chịu luôn. Và khớp gối co được như thế này. Bàn chân thì do cơ chế ráp rồi, nó bẻ là bẻ xuống được thôi các bạn ha. Và theo như tôi cảm nhận được á, mẫu sản phẩm này nó có tích hợp thêm khớp để có thể bô, có thể cho mẫu sản phẩm action được một chút. Tuy nhiên thì tôi thấy rằng mẫu sản phẩm này không nên bô thế các bạn ha. Vì như các bạn thấy đó là chỗ này nó rất dễ bị mất vị trí, gây ra tình trạng ngã, và khi ngã thì nó sẽ dễ gãy vỡ. Cho nên đối với mẫu sản phẩm này thì đẹp là có đẹp, cách ráp hay thì có hay, nhưng nó nên đứng như thế thôi, không nên vọc bẻ cho nó, cử động cho nó action các bạn ha. Và cực kỳ là không thích ở cái phần khớp xoay hai cẳng chân và phần khớp háng bị yếu quá. Nó là cái phần khớp trọng yếu để giúp cho con robot đứng vững, thì nên làm nó cứng cáp một chút. Hãng ở đây làm tốt về màu sắc, về phong dáng, về chất lượng nhựa, nhưng về khớp khiết, chất lượng cứng cáp này nọ đó thì rất là tệ. Tôi ưng mẫu sản phẩm này là do cái phong dáng của nó thôi các bạn. Rõ ràng ha, thân nè, đầu nè, mình, tay chân, và tay nó có bàn tay rất là cụ thể, kiểu chuẩn phong người. Tôi thích ở mẫu sản phẩm này là như vậy thôi. Ấn tượng của tôi khi mà thấy nó ở vài năm trước đó các bạn là tôi thích liền luôn. Tuy nhiên tôi không có thể nào biết được rằng mẫu sản phẩm này có cái phần khớp tệ như vậy. Cho đến khi tôi cầm mẫu sản phẩm này trên tay á, thì tôi biết được rằng khớp nó tệ quá. Nó chỉ được có cái mã thôi các bạn. Cái mã đẹp ha. Còn các bạn thấy mẫu sản phẩm này như thế nào? Thì hãy comment chia sẻ ý kiến ở bên dưới nhé. Clip đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau.
Bye bye.